Mawan. Một pha đặt cầu quá lợi thế đầu game. Farm là mít. Farm là phải bỏ máu liền. Đem sắp điện à. Úi da, cái đất gì mà hụt. Ây da, sao cảm giác chiêu nó đau hơn mình ta. Úi da, tóc biến nè. Nó có nội chiêu đó đau lắm à. Má kiểu khó chịu thiệt em. Chào anh Mai. À, Mai và chị Tư có khỏe không? Chú Bi quá. Má, nó né hết sức luôn rồi. Solo kill. Má mày đánh vậy mà không win trận đầu nữa chịu luôn á. Cậu đó. Sao mình gào quá ta, đặt cầu gào quá ta. Đáng lẽ mình phải e vô mình trước rồi mình hãy đặt cầu nó đẹp hơn. Sao lại chở anh đi đâu. Mày chạy hoài thiệt luôn á. Ôi trời ơi, trời ơi, cái chuyện gì vậy? Cái cánh trên của tôi lỡ thiệt. Cảm ơn so sánh nha. Má, cái nó khó chịu quá. Mày, mày chạy đâu, chạy đâu. Này, trời ơi, 600 vàng. Con mẹ. Giờ đang được cái xó xỉnh nào mà đòi một tháng nữa đời xin chi mặt người. Má nó hẹn chứ giờ tao biến lên bị đánh chán nứt ngư. Yes sir. Hai. Lão lão hả? Lão hả lão hả lão hả? Baron, Baron. À. Xuống này, xuống này, xuống này, xuống này, xuống này, xuống này. Ai chết đi mẹ ơi. Đặt cầu hụt ơi. Trời ơi, má nó mày xây đẹp là giết hết mà còn sống rồi. Bấm nha. À, cái pha đó là hoa mắt hả ta. Mình gõ gàng là mình thấy là mình đặt cái E vô thằng thằng rừng xong mình bấm R. Tại sao lại trượt được. Má bị hoa mắt à. Trời ơi, Trúc My ơi, em đánh như vậy là chết anh rồi. Pha này đánh pha này phải mở, làm mọi thứ để mở luôn. Ép đánh liên tục luôn, em đánh là win à. Nhau nhiều quá. Anh em lao lên hết như vậy sao mà bắt được. Trời ơi mình mà...
hơn người mà mình không tận dụng được cái khoản này à. Chiều nhau về các anh em. Chạy má gì chạy không vậy? Gần. Quýnh nó. Tên tôi đứng chạy trước. Tên tôi thằng AD với thằng Sọc. Nó đứng xa tôi một cây số đồng hồ. Vừa vào thấy highlight đúng kênh rồi. Chứ sao nữa, clear đánh là phải có highlight chứ. Đây rồi. Bum. Rồi tim đâu? Ồ, anh em không để pin gì hết, chết cơm. Trời ơi, AD cải thiện cái đa đi, bắn tự tin lên nào. 177 người kìa, bắn gỡ mạng đi. Rồi Trúc My ơi, em đi đâu mà em bỏ anh vậy Trúc My? Let's go, let's go. Hay quá, cướp luôn. Hay quá. Điên nè, điên nè, điên nè. Dẫn về mạch cầu. Trời ơi. Thằng đó nè. Đúng cái tiếng luôn đó chứ. Rồi, ôi trời ơi. Dính không vậy? Bao nhiêu mà hụt à? Rồi, chốt rồi, chốt rồi. Trời ơi. Ông đứng không cao mà ông đột bánh chiêu vậy. Akuma Sanchez. Trời ơi, à, sao có mình tôi bên này vậy? Mấy phút này thì họ đúng quá thấy. Mấy cái lúc này thì họ đúng quá thấy. Để tôi áp lực bằng những pha đặt cầu cho. Ôi cha, đau, 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 đau. Đau, 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 đau. Mày lì à, mày lì à. Nice, à đây bắn hết cho tôi, cải thiện cái đó đi. Tuyệt vời. Những lúc này họ đâu có nói con Ori gì đâu. Xoáy hai pha gọi là gánh tim. Họ đâu có khen được câu nào.